Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính bảo hiểm xã hội một lần tự động ngay tại nhà giúp bạn tiết kiệm thời gian nhanh nhất 2023. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và các trường hợp khác như chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu một lần, ờ, nhận bảo hiểm một lần nha bạn. Đây là những cách tính bảo hiểm xã hội một lần trên điện thoại và máy tính. Bạn có thể tha tham khảo căn cứ pháp lý để tính bảo hiểm xã hội một lần cho mình. Luật bảo hiểm xã hội 2015 nghị định 115, 2015 nghị định CP, nghị định 134, 2015 nghị định chính phủ thông tư 59 2015 thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thông tư 01 2016 thông tư Bộ Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thông tư 23 2020 thông tư Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần cũng đơn giản thôi, không hề phức tạp như bạn nghĩ đâu. Hãy theo dõi cách làm sau đây. Bước 1, bạn hãy truy cập vào link dưới để máy nó tính nó tự động cho bạn nha một lần số tiền được tính dựa theo thời gian đóng bảo hiểm và các số yếu tố liên quan khác link mình sẽ chia sẻ dưới video và và tin nhắn mình sẽ ghim lên trên tin nhắn nha bạn mình sẽ truy cập vào luật việt vn để tính uh, hệ thống tính bảo hiểm xã hội đây là uh, màn hình của nó là giao diện của nó nè bạn sẽ uh, nhập bước hai bạn sẽ nhập giai đoạn 1 bạn làm từ đầu đầu năm nào bạn cứ nhập nó đó thôi nhập từ tháng này năm tháng năm rồi đó là giai đoạn 1 của bạn rồi sau đó qua năm khác thì bạn lại tiếp tục nhập nè thấy không 2016 2018 2019 đến 21 rồi bạn bấm tính là bảo hiểm xã hội tính bảo hiểm xã hội một lần là có nghĩa là à, nhận được 49 triệu 156.000 gì đó. Mức bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% mức lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nha bạn. luậtvietnam.vn Ngoài ra cách tính bảo hiểm xã hội một lần trên trên đó thì còn người ta còn phát phát triển thêm một cái phần mềm của nhà nước bảo hiểm xã hội Việt Nam này nè VSSID bạn có thể theo dõi cách tính sau đây bạn vào App Store bạn cập nhật đó, App Store của Google, iPhone còn CH Play là của Google của Samsung Apple Xiaomi với các bạn bạn tiến hành cập nhật và tiến hành cài đặt rồi bạn tiến hành đăng nhập và đăng ký tài khoản nếu chưa có sau đó thì bạn sẽ vào thông tin hưởng nha bạn thông tin hưởng đây quản lý cá nhân là thông tin hưởng sau khi đăng nhập á thì bạn sẽ vào thông tin hưởng rồi tại một một lần á một lần này nè bạn sẽ thấy thông tin hưởng bảo hiểm xã hội của mình là quy trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn tổng thời gian bạn tham gia là bốn năm sáu tháng nè bạn sẽ xem lại trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn Lưu ý, tiền bảo hiểm xã hội một lần trên ứng dụng VSSID áp dụng cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc theo chế độ lương do doanh nghiệp quyết định nha bạn. Doanh nghiệp nó hay trốn thế là đóng thấp. Đề lương thấp và lương thì thấp. Nhưng mà thực tại thực tế thì trả cao. Nó, nói, nó kiểu trốn thế đó. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải một năm trở lên nha bạn. Mới được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Số tiền bảo hiểm xã hội một lần được tính bao gồm hệ số trượt giá tại thời điểm tra cứu nha bạn. À, chúc các bạn thành công. Còn thắc mắc nào bạn hãy bình luận ở dưới đây nha bạn. Nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem bài viết này. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye.